Từ ngay sau Tết âm lịch đến nay, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã thành lập và duy trì 31 lán chốt dã chiến cùng các tổ tuần tra lưu động dọc tuyến biên giới của tỉnh để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan từ bên kia biên giới về nước ta. Mặc dù chịu tác động không nhỏ bởi địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều đường mòn, lối tắt cùng khí hậu khắc nghiệt, song cán bộ chiến sĩ ở các lán chốt dã chiến vẫn nêu cao tinh thần khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi lần lên chốt dã chiến số 2, nằm trên cột mốc số 147, việc đầu tiên mà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Khương thực hiện đó là mang theo những can nước. Đoạn đường từ trạm kiểm soát biên phòng tới chốt số 2 chỉ hơn 6 km, nhưng kể cả trong điều kiện thời tiết thuận lợi, đi ô tô cũng phải mất khoảng 45 phút. Tại sao mình lại phải mang nước như thế này ở dưới đây này? Các anh ở đây là do là địa hình đồi núi cao nên là cách đây bán kính mấy cây số ở đây khu vực này là không có nguồn nước. Nên là cứ 4-5 ngày là ba chỉ huy đồn lại tạo điều kiện cho một chuyến nước từ dưới đồn lên. Và ngày thường thì mỗi lần thay ca đổi chốt thì anh em lại cứ thay nhau. Mỗi người xách 1-2 can lên chở xe máy đi cùng ấy. Và cái quy nước này thì nếu mà đầy ấy, thì là anh em mình sẽ sử dụng được khoảng trong mấy ngày ấy. Ba cái phi nước này mà đầy thì anh em phải sử dụng tiết kiệm trong 4 ngày. Trong khi sử dụng anh em là sử dụng hết sức tiết kiệm đấy. Rồi nước rửa rau rồi vo gạo các thứ xong anh em lại tận dụng để tưới rau. Ở trên núi cao, đường xá đi lại khó khăn. Việc vận chuyển lương thực thực phẩm của cán bộ chiến sĩ lên chốt bằng xe máy cũng vô cùng vất vả. Bình thường thì bọn tôi ở trên này hai ngày thay chốt một lần, cứ mỗi lần lên chốt thay thì mang theo lương thực thực phẩm lên ăn đến hôm sau. Thì hôm sau thì có đội khác lên thay lại như thế. Còn quãng đường đi thì bình thường trời nắng thì đi đường thì nó đỡ hơn, còn trời mưa thì vất vả lắm. Đi chỉ đi một đoạn thôi, còn nó phải đi bộ. Thế hôm nay còn cố gắng đi được một đoạn xe máy đấy. Vừa anh em vừa đi vừa đẩy, vừa theo mang theo lương thực rất là vất vả. Đi xe máy từ đồn lên đến chốt này khoảng 20 cây thì mà anh em mình đi xe máy đi nhanh thì cũng tầm nửa tiếng. Còn trời mưa thì không thể tính thời gian được. Cuối buổi chiều, ngoài các vị trí vẫn đang tuần tra canh gác, còn lại cán bộ chiến sĩ ở chốt mỗi người một việc cùng chuẩn bị cho bữa cơm tối. Ở chốt gần 2 tháng nên ai cũng thạo việc chế biến thực phẩm hay nấu nướng. Đoạn biên giới do chốt số 2, đồn biên phòng Pha Long phụ trách có rất nhiều đường mòn, lối tắt. Đường càng hiểm trở thì các đối tượng càng dễ lợi dụng để xuất nhập cảnh trái phép. Vậy nên, những ca tuần tra ban đêm thường được thực hiện trên những cung đường khó di chuyển nhất. Đây là đường lên mốc 151. Anh Dương là gắn bó với lại chốt chống dịch này bao lâu rồi? Từ khi có dịch đến giờ. Anh em ở đây cũng thế? Anh em thì có thể là thay chốt này với chốt kia, nhưng mà tổ trưởng là cắm tại cái chốt đó luôn. Anh gắn bó với chốt từ đầu có nghĩa là từ lúc có dịch đến giờ là ngay sau Tết âm lịch ấy, đúng không ạ? Vâng. Thì là anh đã về nhà thăm gia đình được lần nào chưa? Báo cáo anh là trước tiên là cái nhiệm vụ, vâng, nhiệm vụ phòng chống dịch hiện nay là đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó chúng tôi còn thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cho nên là cái thời gian để mà về gia đình thì nó rất là khó. Thế nhưng mà anh em cũng đã động viên nhau. Hãy cố gắng. Bây giờ không chỉ chúng ta, cả nước đang tích cực phòng chống dịch thì huống gì chúng ta là nơi tuyến đầu. Chúng tôi cũng xác định rõ cho cán bộ chiến sĩ trong toàn cơ quan đơn vị trong cái thời gian tới và đặc biệt là cái thời gian gần đây là cái thời gian vàng, thời gian trọng điểm để chống dịch. Do đó là toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai chúng tôi là quyết tâm thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo làm sao không có bất cứ một cái trường hợp nào để lây lan bệnh dịch từ bên ngoài vào Việt Nam cũng như là lây lan trong cái đơn vị lực lượng Bộ đội Biên phòng.